rất nhiều những cái cuộc hội hè, rất nhiều những cuộc vui, đặc biệt là những cuộc gặp đầu năm mới cũng sẽ được diễn ra. Và đối với những cuộc gặp đầu xuân như thế này thì có lẽ rằng là chúng ta cũng không thể tránh được những chén rượu, những ly bia hay là những cuộc vui ca hát như vậy. Và có lẽ rằng là một cái lời khuyên cuối cùng đến từ phía Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dinh với quý vị thính giả của chương trình ngày hôm nay, xem là làm cách nào để chúng ta có thể đối phó với tình trạng này mà vẫn vui xuân, vui vẻ cùng với bạn bè được không ạ? Vâng, để bảo vệ sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là giọng nói, để chúng ta có thể tiếp tục khi mà qua kỳ Tết rồi, qua kỳ vui xuân rồi, chúng ta có tiếp tục làm việc với hiệu quả tốt hơn, thì các bạn phải lắng nghe cơ thể của mình. Chẳng hạn như các bạn bị cơ thể dị ứng thì tránh ăn những cái loại như tôm cua nhiều quá, không tốt, bởi vì tôm cua nó là cái sản phẩm gây ra dị ứng. Cái thứ hai nữa là uống bia lạnh thì không nên uống bia lạnh nhiều. Khi mà cuộc vui thì tôi nghĩ là tốt nhất là uống cái, có một cái điều kiện thì nên yếu cái rượu vang, thì nó vừa nhẹ nhàng và mỗi người một chén đầu bữa xong thôi, chứ không nên uống quá nhiều. Thứ hai là không nên sử dụng rượu ta nhiều, rượu ta nấu đấy, bởi vì cái rượu nấu nó không được đảm bảo cái nồng độ về cái chất lượng và cũng không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Vì vậy cho nên là Tết vừa rồi cấp cứu cái ngộ độc methanol do rượu thì rất là nhiều, thì không phải là do rượu tây mà thường chủ yếu là do rượu nấu là nhiều. Vì vậy các bạn hãy chú ý khi mà uống rượu thì phải rõ nguồn gốc xuất xứ. Và thứ hai là cũng không nên là ngâm trong đá lạnh nhiều, vì trong những uống đá lạnh thì dẫn đến một cái viêm họng và viêm thanh quản rất nhanh. Thế mà nếu các bạn có những bệnh mãn tính thì luôn luôn dè chừng cái tiểu lượng của mình và ước lượng xem mình chịu được đến đâu thì hãy uống đến đấy. Còn nếu không thì dễ dàng sa đà, không nể bạn, rồi là buông thả bản thân thì dẫn đến một cái hậu quả khôn lường, mà sức khỏe các bạn sẽ bị ốm ngay những ngày đầu xuân, thì đấy là điều không tốt ạ.